trong mỗi con người đều tồn tại những nỗi ám ảnh, sự sợ hãi cũng như những tội lỗi được âm thầm giấu kín. Nhưng nếu sự sợ hãi và tội lỗi đó hiện hữu thành những con quái vật gớm ghiếc và ám ảnh cùng cực thì sẽ như thế nào? Hãy đến với Silent Hills, nơi các bạn sẽ được nếm trải nỗi kinh hoàng đối mặt với những con quái vật mà ở đó chúng đại diện cho mọi nỗi sợ tâm lý sâu sắc nhất, những khía cạnh đen tối nhất tồn tại trong mỗi con người. Chào mừng trở lại với Level Up. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những bí ẩn rùng rợn về 12 con quái vật đáng sợ bậc nhất trong Silent Hills. Hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần thật tốt, bởi vì có thể những con quái này có thể hiện hữu ngay trong nỗi sợ của chính các bạn đấy. The only me is me. Are you sure the only you is you? Dark God là thực thể bao trùm cả thị trấn Silent Hill. Từ xa xưa, người ta tin rằng trước khi có sự tồn tại của thần, thế giới chỉ toàn là hận thù và khổ đau. Vì vậy, một đôi nam nữ bèn đi kiếm tìm sự cứu rỗi. Họ đã cầu nguyện và hiến tế cho đấng trên cao một con rắn biển cùng một nhánh lâu, với hy vọng thánh thần sẽ tiếc thương cho tình cảnh tàn khốc hiện tại của con người. Hẳn là lòng thành kính của họ đã động lòng bề trên, vì vậy mà một vị thần được sinh ra để cứu rỗi loài người. Đầu tiên, với sức mạnh của Chúa, Dark God đặt ra luật lệ bằng cách phân chia ra ngày đêm, sau đó tước đi sự bất tử của con người và cho phép họ đón nhận cái chết, giúp cho nhân loại thấy được đây chính là một sự giải thoát khỏi những khổ đau mà họ đang phải gánh chịu. Hình dáng của Dark God được miêu tả là một người phụ nữ với mái tóc cam trong bộ váy đỏ, tượng trưng cho dòng máu của con người. Các giáo đồ tin rằng vị thần của họ có thể cứu rỗi sự khổ đau của loài người, nhưng chính niềm tin mù quáng đó lại gây ra vô số những đau thương, kể cả sinh mạng của những người vô tội. Do đó, hình tượng của Dark God luôn gợi nhớ tới các âm mưu tàn độc, mặc dù mục đích ban đầu của người là xóa bỏ những đau thương cho nhân loại. Trong Kinh Thánh kể lại rằng để cần có một sự hỗ trợ để cai quản thế giới loài người, Dark God đã tạo ra các vị thần nhỏ khác bao gồm Lobsovit, Suchilbara và Vontio, vì mong muốn tạo ra một nơi mà nhân loại sẽ có được sự hạnh phúc vĩnh hằng. Dark God đã phải dốc toàn bộ sức mạnh để tạo ra thiên đường. Cuối cùng, cô ấy kiệt sức, gục ngã và chỉ để lại một lời hứa hẹn về sự trở lại trong tương lai. Giáo hội The Order tin là vị thần của họ đã làm tròn trách nhiệm và về với cát bụi, để lại cho nhân loại một niềm tin rằng có tồn tại một thế giới không còn khổ đau và sẵn sàng trừng phạt bất cứ ai phản đối lý tưởng đó. Vì vậy, những tín đồ trong giáo phái The Order tìm mọi cách để có thể hồi sinh Dark God nhằm kéo dài sự vui sướng vĩnh hằng kia. Dahlia Gillespie vốn là giáo đồ của The Order. Bà ta đã tiến hành một nghi lễ thần bí trong chính căn nhà của mình. Nghi thức này đã khiến cho Alessa Gillespie, con gái của bà, mang thai với Chúa. Trong quá trình tế điệu, Alessa đã bị thương, nhưng nguyên do là cô bé đã nhận thức được những việc làm sai trái của mẹ và cố tình phá hỏng nó. Kết quả là cô bé bị bỏng nặng, còn nghi lễ thì bị gián đoạn trong nhiều năm tiếp theo. Bởi sau các sự kiện của Silent Hill Origins, Alessa đã tách một phần linh hồn của mình ra thành một bản thể sơ sinh và được nhặt nuôi bởi cặp vợ chồng Henry Mason sau đó ít lâu. Điều này khiến cho nghi lễ triệu hồi vị chúa của The Order rơi vào ngõ cụt kể từ đó. Tuy nhiên, Dahlia đã tiếp tục thực hiện một câu thần chú nhằm đưa linh hồn còn lại của Alessa trở về Silent Hill. Và sau 7 năm, linh hồn bị mất của Alessa, người em gái Cheryl kia tái nhập vào thân thể của cô, hồi sinh một Dark God mới trong hình dạng con quỷ Incubus. Dark God hiện hữu trong Alessa giờ đây không còn mang lý tưởng tươi đẹp về một thế giới không có khổ đau, mà chỉ còn là sự giận dữ và thù hận. Có lẽ chính sự nghiệt ngã của số phận của Alessa đã ảnh hưởng đến vị chúa
và thực thể đó đã trút sự trả thù lên thị trấn Silent Hill, gây ra tất cả các thảm kịch kinh hoàng sau đó. Pyramid Head là một con quái vật hình dáng giống con người, đội một chiếc mũ hình kim tự tháp và trông như một tên đồ tể. Trong Silent Hill 2, thực thể này được hình thành dựa trên cảm giác tội lỗi của James Sunderland nhằm nhắc nhở cho anh ta về những lỗi lầm trong quá khứ. Để hiểu rõ hơn về nguồn gốc của con quái vật nổi tiếng Pyramid Head, chúng ta hãy cùng quay ngược lịch sử vào thời điểm mà thị trấn Silent Hill vẫn chưa được xây dựng. Từ xa xưa, người dân bản địa đã biết đến sự tồn tại của một sức mạnh siêu nhiên bao trùm cả vùng đất này. Trong số các vị thần mà họ tôn thờ, nổi bật nhất chính là Vontio. Họ lập nên một giáo phái và bắt đầu thực hiện các nghi thức hành quyết những kẻ được cho là bị bóng tối tha hóa. Các thành viên của giáo phái mặc trang phục của đao phủ và đội một chiếc mũ trùm hình tam giác nhọn và mang một cây giáo dài. Những chi tiết đó được thể hiện rõ trong bức tranh Misty Day Remains of Judgment. Điều này đã cho ta thấy rằng con quái vật Pyramid Head đã có mối liên kết chặt chẽ với thị trấn Silent Hill từ quá khứ. Vậy thực chất, Pyramid Head là gì? Ta có thể tìm thấy các mối tương quan giữa lịch sử của thị trấn và con quái vật thông qua những bức tranh trong bảo tàng. Khi đó, Pyramid Head đã xuất hiện với tư cách là đao phủ trong nhà tù Toluca, nơi giam giữ và xử tử các tù nhân liên bang trong cuộc nội chiến của nước Mỹ vào những năm 1800. Chúng là những con ác quỷ đã gây ra những vụ tra tấn tù nhân cực kỳ tàn bạo và ăn bừng trên máu và xác thịt của họ. Sự kinh hoàng mà chúng gây ra là nỗi đau dai dẳng và là nguyên nhân bắt đầu thời kỳ đen tối nhất của thị trấn. Hành động tàn sát man rợ đó khiến chúng chiếm một vị trí đặc biệt ở địa ngục. Và chúng vẫn tiếp tục công việc cũ dưới sự điều khiển của một thế lực bóng tối đang ngự trị ở Silent Hill. Sự tồn tại duy nhất của Pyramid Head là để hành quyết. Chúng có thể kết liễu mọi sinh mạng trong phạm vi quyền năng của chúng, kể cả những con quái vật khác xuất hiện trong tầm mắt. Trở về với James, mối liên kết giữa anh ta và con quái vật không đơn thuần chỉ là hiện thân của tội ác mà James đã gây ra. Trong thời gian Barry trở bệnh nặng, cô thường xuyên đau đớn và có thái độ không tốt với James. Mâu thuẫn ngày một tăng và cuối cùng James đã giết chết vợ mình để kết thúc nỗi đau của cô cũng như sự căm phẫn ngày một nhiều trong tâm trí anh. Tuy nhiên, James đã trốn chạy và không muốn thừa nhận rằng chính tay mình đã giết chết người vợ yêu quý. Anh ta muốn quên đi những tội lỗi ích kỷ và ghê tởm của chính mình. Một phần trong James không hề muốn vợ mình bị hành hạ bởi căn bệnh quái ác. Nhưng đồng thời, anh cũng không muốn ở bên cô nữa. Chính vì thế, anh ta đã nhận được bức thư với xưng danh là Mary gửi đến James và nói rằng anh hãy đến Silent Hill để tìm cô, nơi mà Mary rất muốn quay trở lại khi cô còn sống. Như thế, Silent Hill đã nhìn thấu James. Đó là nơi mà con người phải chịu đựng sự dây dứt từ những điều họ làm trong quá khứ. Và Pyramid Head giống như một sứ giả địa ngục được cử đi để hành quyết James. Một mặt khác, con quái vật xuất hiện như một cách để nhắc nhở James về nhân cách của anh. Nó phản ánh trực diện tâm hồn và tồn tại dưới chính bản ngã của anh ta bằng việc liên tục săn đuổi và giết chết Maria mỗi lúc cô tái sinh. Nhân vật Maria là hình ảnh hoàn toàn đối lập với người vợ quá cố, xinh đẹp, dịu dàng và quyến rũ. Đó là tất cả những gì mà James đã từng mong mỏi ở Mary. Một bản sao hoàn hảo được tạo ra với mục đích dụ dỗ James, khiến anh bất lực chứng kiến cô bị giết hết lần này tới lần khác, tới khi sự sợ hãi của con quái vật Pyramid Head trong anh trở thành nỗi căm thù. Đó mới là lúc James đối mặt với tội lỗi của mình. Như đã nói ở trên, Pyramid Head có mối liên quan mật thiết với cái cách mà James nhìn nhận về tội ác giết vợ của mình. Chính vì James đã muốn phủ nhận điều đó, con quái vật mới liên tục săn đuổi anh và Maria đến như vậy. Tới cuối cùng, khi anh ta đã thực sự nhận ra rằng bản thân là một kẻ giết người, đối mặt với thực tại và chấp nhận rằng Mary thực sự đã chết và không hề có một bản sao Maria hoàn hảo nào
như anh từng mong ước, James mới có thể chiến thắng con quái vật. Những thực thể trong Silent Hill dường như cũng có nhiệm vụ của nó, trừng phạt bất cứ kẻ nào mang trong mình tội lỗi tới khi bản thân họ chấp nhận đối mặt với sự thật. Pyramid Head được cho là trừng phạt James vì những sai lầm trong quá khứ. Nhưng khi anh ta đã nhận thức được hành động của mình là sai trái và đối mặt với chúng, con quái vật tự kết liễu bản thân vì mục đích của chúng đã hoàn thành. Dưới quyền cai quản của Dark God, Vontio là một thiên thần ngự trị tại Silent Hill. Trong tiếng Pháp, cái tên Vontio có nghĩa là người phục vụ. Vì vậy, hắn được phong là người phục vụ của Chúa, một danh hiệu cao quý được gắn cho những thiên thần. Thực thể này mặc một chiếc áo choàng trắng, có hình dạng giống như con người, với cái đầu vặn xoắn và rung lắc liên hồi. Điều này làm khuôn mặt của hắn bị che khuất, nhưng vẫn có thể nhận thấy đó là một khuôn mặt trống trơn, với những đường vân như vải rách và các vết khâu vô cùng ghê rợn. Phía sau đầu hắn là thứ gì đó với hình dạng một đôi môi và một cái tai, hai tay và các bộ phận trên cơ thể phủ đầy máu. Vontio có con dấu Metatron trên cả hai bên vai. Metatron và Vontio đều được coi là đặc vụ của Chúa. Dấu hiệu này có thể cho thấy rằng Vontio đang là đô lệ của Metatron, hoặc chính bản thân hắn là Metatron. Trong truyền thống tôn giáo của Silent Hill, Vontio được xem như là một trong những sinh vật được Chúa tạo ra để tuân theo Dark God cai trị loài người. Từ đó, một hệ phái đặc biệt được thành lập để tôn vinh thiên thần có tên gọi là Giáo phái Vontio. Có một số tài liệu nói rằng Vontio cũng từng sắm vai đao phủ tương tự như Pyramid Head nhưng ở cấp bậc cao hơn. Vontio rất khác biệt so với các sinh vật khác trong Silent Hill vì hắn không được tạo nên bởi tiềm thức của bất kỳ ai hay đại diện cho bất cứ nỗi sợ nào của con người. Chính vì vậy mà con quái vật này có thể tự do đi lại giữa các cõi cũng như ở thế giới thực. Mặc dù được con người tôn sùng như một vị thần, nhưng Vontio hoàn toàn không quan tâm đến nhân loại. Những hành động của hắn chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất là bảo vệ Dark God. Abstract Deity, hay còn được biết đến với cái tên Doorman, là một con quái vật xuất hiện ở nơi tăm tối nhất của Silent Hill. Doorman được hình thành từ những tổn thương của một cô gái. Từ khi còn nhỏ, Angela đã phải chịu đựng sự lạm dụng tình dục khủng khiếp từ cha và anh trai. Trong một lần nỗ lực chạy trốn bất thành, Angela đã ra tay sát hại cả hai người. Tuy nhiên, hành động đó đã khiến cô gái rơi vào cảm giác tội lỗi và không ngừng tự trách bản thân. Khi Angela có ý định tự hủy, tinh thần bị tổn thương đó đã kéo cô đến thị trấn Silent Hill. Từ đây, phần tâm tối luôn giày vò cô đã hình thành nên một con quái vật. Abstract Deity có hình dạng như hai sinh vật dính lại với nhau, kết hợp lại thành một tư thế khêu gợi và ngã lên một thứ gì đó trông như một chiếc giường. Đó là biểu hiện của sự tổn thương mà Angela đã phải chịu đựng khi bị lạm dụng bởi chính cha và anh trai cô, được nhìn thấy một cách trừu tượng qua góc nhìn của James. Phần đầu hình cầu thấp hơn tượng trưng cho Angela và những nỗi đau của cô bé. Mặc dù Doorman được hình thành từ tiềm thức của Angela, nhưng dưới góc nhìn của James, Doorman lại được sinh ra từ những ký ức về người vợ Mary quá cố của anh khi cô còn nằm trên giường bệnh. Căn phòng mà James nhìn thấy Doorman có thể là tượng trưng cho tử cung của Angela. Trên các bức tường bằng thịt có các lỗ chứa vật thể như các bít tông tạo ra chuyển động đẩy, tương tự như hoạt động quan hệ. Điều đó càng gợi lên nỗi đau của Angela về quá khứ, một trải nghiệm kinh hoàng và tàn bạo. Trong đó, mỗi bít tông tượng trưng cho mỗi số lần cô bé bị quấy rối. Đây có lẽ là con quái vật ám ảnh nhất Silent Hill, không phải vì nó có bộ dạng kinh dị, mà là sự hình thành của nó là từ sự sợ hãi và nỗi đau cùng cực mà một cô bé bị lạm dụng đã phải trải qua. Lũ quái vật mang hình dạng y tá xuất hiện nhiều trong bệnh viện tại thị trấn. Có thể nói
đây là một trong những sinh vật ấn tượng nhất Silent Hill bên cạnh Pyramid Head. Những con quái vật này mặc trên mình bộ đồng phục y tá trông hình dáng rất khiêu gợi, khuôn mặt biến dạng và vặn vẹo, miệng và hàm răng lộ ra phủ đầy máu. Chúng có dáng đi khập khiễng, hai chân lúc nào cũng dang rộng và rất nhạy cảm với ánh sáng và tiếng động. Vũ khí của chúng thường là dao mổ và kim tiêm. Y tá là biểu tượng cho sự chết chóc, thù địch trong mỗi bệnh viện ở thị trấn Silent Hill, nơi mà những khổ đau, bệnh tật và tổn thương dây vò mỗi con người nơi đây. Y tá cũng là hiện thân của nỗi dục vọng trong James. Khi chăm sóc Mary ở bệnh viện, hẳn anh ta đã có những suy nghĩ đen tối với những cô y tá túc trực ở đó. Một mặt khác, chúng đại diện cho ham muốn bị kìm hãm và sự đố kỵ của con người. Chẳng hạn như khi Alexa bị bỏng nặng và nhìn vào người y tá chăm sóc mình, cô bé ghen tị vì nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có thể trở thành một người phụ nữ xinh đẹp như thế. Đó cũng là lý do tại sao khuôn mặt của Nurse bị biến dạng. Đơn giản là chúng gây khó chịu cho Alexa. Vì chúng có thân hình hấp dẫn nhưng không có khuôn mặt thể hiện sự kém sâu sắc và không có cá tính. Silent Hill là nơi phản chiếu những nỗi sợ. Bất kỳ nơi nào cũng hiện hữu sự căm ghét và thù địch. Ngay cả tại bệnh viện, nơi được cho là hồi sinh lại sự sống và chăm sóc những người bị tổn thương, nhưng thay vì sự tận tụy và dễ chịu của một nữ y tá chu đáo, Nurse lại thể hiện ra sự lo lắng và sợ hãi. Khi bước chân vào bệnh viện Alcamilla và bệnh viện Brookhaven, ta cũng chạm trán và được các nữ y tá ở đây đón tiếp một cách rất đặc biệt. Đó cũng chính là lý do tại sao người dân ở Silent Hill lại có thái độ chán ghét bệnh viện đến vậy. Dindy Dole bị bắt gặp lần đầu bởi Alex Sheffer trong thang máy của khách sạn Grand. Con quái vật có hình dạng giống người và có phần thân của nam giới. Tay và chân của nó được thay thế bằng những lưỡi dao rất sắc bén. Dindy Dole không có phần đầu, miệng của nó đầy những lưỡi mác sắc nhọn và nằm ở phần dưới giữa hai chân của con quái vật. Phần ngực gồm hai lỗ với tốc độ đóng mở chậm như lỗ thở, có thể đó là cơ quan hô hấp của nó. Needle xuất hiện ở hầu hết các khu vực của Silent Hill, từ mặt đất, những khu vực tối tăm hoặc thậm chí là ở trên tường cao. Chúng không có giọng nói, chỉ phát ra những âm thanh không rõ từ ngữ, lặp đi lặp lại, nghe như là tiếng hát. Alex Sheffer từ nhỏ đã bị vướng vào một vụ tai nạn xe bus rất nghiêm trọng, nhưng may mắn rằng cậu bé đã được cứu sống. Những tiếng kim loại phát ra từ con quái vật Needle có thể là mô phỏng lại những âm thanh mà cậu đã nghe được khi còn ở trong bệnh viện. Khi Alex lên 9 tuổi, mẹ của cậu hạ sinh đứa em trai Joshua Sheffer. Dấu hiệu thiên vị bắt đầu khi tình cảm của cha mẹ Alex dành cho cậu dần trở nên nhạt nhòa. Và bất chấp điều đó, Alex vẫn hết mực yêu thương và chăm sóc cho cậu em trai bé nhỏ. Joshua có một niềm yêu thích đặc biệt đối với loài nhện, rất tương đồng với hình dạng của Needle khi đó. Nhiều năm sau, trong một lần lẻn ra hồ Toluca vào lúc nửa đêm, Alex đã vô tình khiến Joshua ngã xuống nước và mất mạng. Cha mẹ của cả hai đã giấu đi sự việc và đẩy Alex vào trại tâm thần. Kể từ đó, Alex luôn sống trong nỗi dây dứt của bản thân và luôn chối bỏ sự thật về việc mình đã ra tay ngộ sát đối với em trai. Cuối cùng, chính điều đó đã kéo anh vào Silent Hill, buộc Alex phải đối mặt với Dindy Dole như một lời nhắc nhở về những tội lỗi mà anh ta đã gây ra trong quá khứ. Quái vật song sinh hay còn gọi là Doublehead là sinh vật được hình thành từ linh hồn của hai đứa trẻ sinh đôi Billy Loken và Miriam Loken. Chúng là nạn nhân thứ 7 và thứ 8 của tên sát nhân hàng loạt Walter Sullivan và cũng là nạn nhân duy nhất của hắn biến thành quái vật. Xuất hiện lần đầu ở The Room, bộ dạng của chúng giống như hai đứa trẻ sinh đôi bị dính liền, mặc một chiếc áo choàng rách, có làn da nhợt nhạt và hai cánh tay khổng lồ không cân xứng, sử dụng để tấn công và di chuyển. Trong suốt thời thơ ấu, Sullivan đã được giáo dục bởi giáo hội The Order và hắn cũng rất coi trọng và tin tưởng vào những lời dạy đó.
hắn cảm thấy xã hội loài người thật xấu xa, đồi bại, đáng khinh và đầy rẫy những đau khổ. Sullivan mong muốn được gặp lại người mẹ của mình, mặc dù bà đã bỏ mặc hắn ngay từ lúc lọt lòng, và hắn sẵn sàng giết chết 21 người vô tội với mục đích hồi sinh Chúa để cầu khấn điều đó. Hắn ta tin rằng vì thiên đường, 21 mạng người không là gì so với hạnh phúc của hàng tỷ người. Nhân loại sẽ được thanh tẩy và tái sinh ra một thánh địa mới, nơi bà Sullivan có thể đoàn tụ với mẹ của hắn. Twin Victim hiện hữu như một nỗi khao khát được yêu thương sâu thẳm trong Sullivan, khi con quái vật luôn luôn kiếm tìm sự chú ý và khóc nức nở lên khi bị thương. Bản chất của hắn ta không hề xấu, chính sự cuồng tính và mù quáng đã khiến hắn biến thành một tên sát nhân máu lạnh đi kiếm tìm một thứ không bao giờ tồn tại. Ophicia trông như một con thú gớm ghiếc. Thân hình của nó được cấu tạo từ rất nhiều phần thân trên của người phụ nữ, ghép thành hình dạng như một con rết với 16 cánh tay dài di chuyển như chân. Khuôn mặt của nó không có mắt, biến dạng và miệng bị một bàn tay bịt kín. Trong khoa học, danh từ Ophicia được dùng để miêu tả chứng ngạt thở. Điều này tượng trưng cho Dora, nạn nhân bị chính mẹ ruột sát hại với mục đích hiến tế cho Dark God. Hiện thân của Ophicia rất giống với Caterpillar, một nhân vật trong chuyện Alice ở xứ sở thần tiên, và cũng là cuốn sách mà Dora rất thích. Tiếng hét của nó cũng giống như miêu tả của Caterpillar trong truyện. Hình ảnh bàn tay trên mặt con quái và các cánh tay dài miêu tả sự tấn công đối với Dora, rằng cơ thể của cô bé đã bị rất nhiều những bàn tay ghì xuống và làm cho ngạt thở. Ngoại hình của Ophicia đã bị tình dục hóa lên rất nhiều, với bộ dạng của những thân thể người phụ nữ được lồng ghép lên nhau với cử động lắc lư quyến rũ, nhưng con quái vật không hề có cơ quan giống như bộ phận sinh dục, hoặc có thể là nó đã cố tình che đi. Điều này có thể hiểu như một sự nuối tiếc của Dora rằng cô bé đã không thể trở thành một người phụ nữ thực thụ. Sau khi con gái qua đời, mẹ Dora mới nhận ra sự sai trái và độc ác của giáo hội. Nhưng đã quá trễ, sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp đáp lại sự hiến tế bằng sinh mạng của một con người vô tội. Quá dày vò về ký ức của con gái và nỗi oán hận giáo phái tột độ, tiềm thức của Margaret đã tạo ra một trong những con quái vật kinh hãi nhất trong lịch sử thị trấn Silent Hills. Scarlet có hình dạng như một con búp bê quái dị, cao lêu nghêu với hai cánh tay dài. Cơ thể của nó được bọc bởi một lớp sứ, một số chỗ bị nứt ra để lộ phần xác thịt bên trong. Đầu của nó vỡ vụn và có vết nứt rộng từ miệng đến tận mang tai, liên tục rít lên những tiếng thét rất ghê rợn. Sự xuất hiện của con búp bê quái dị này là từ cảm giác tội lỗi của Martin Fitch, kẻ đã sát hại Scarlet để hiến tế cho Dark God. Trên người ông ta có rất nhiều những vết thương như là vết dao rạch, loang lỗ và chi chít khắp người. Đó là sự trừng phạt mà Martin tự dành cho bản thân vì nỗi dằn vặt sau cái chết của con gái. Tình cảm mà ông ta dành cho cô bé rất sâu nặng, nhưng chính bởi sự mù quáng và cuồng tính của ông đã khiến một sinh mạng ra đi oan uổng. Quái vật Scarlet xuất hiện khi Alex Sefer tìm thấy Martin ở Hell Descent. Anh ta đưa cho Martin một trong số những con búp bê của Scarlet. Bỗng nhiên con búp bê cất tiếng gọi "Cha ơi!" như thể nó chứa linh hồn của cô gái. Martin ngay lập tức ôm lấy và vuốt ve con búp bê như thể đang âu yếm con gái mình. Nhưng sau đó, các vết thương trên người ông ta nứt ra, chảy đầy máu và lan xuống sàn nhà. Martin buông con búp bê khỏi tay và nó biến thành một con quái vật bằng chính máu của ông ta. Quá đau đớn và tuyệt vọng, Martin cầu xin sự tha thứ từ linh hồn của cô con gái đáng thương, giờ đây đã chiếm hữu trong con quái vật. Trong một phút giây, Scarlet cũng đã hiểu được những tình cảm mà cha mình dành cho cô. Nhưng dường như sự hận thù tồn tại trong một đứa trẻ quá lớn, nó đã tấn công Martin và cắn phăng đầu của ông ta. Limefinger là con quái vật lãng vãng khắp thị trấn Silent Hill mà bất cứ ai lần đầu đến đây cũng có thể chạm mặt nó.
Hình dáng của nó giống như một con người bị mắc kẹt trong bộ quần áo bó sát bằng da thịt, không có tay và phần thân dưới hở ra rất lộ liễu. Bàn chân của nó có hình dáng như một đôi giày cao gót bị bọc lại bằng da. Chúng di chuyển khá chậm chạp và phát ra những tiếng thét rất inh tai, tấn công bằng cách phun ra những chất lỏng màu đen từ ngực như axit, có thể ăn mòn các vật thể khi tiếp xúc. Limefinger mô phỏng một bệnh nhân đang vặn vẹo bởi những cơn đau kịch liệt, tượng trưng cho Barry đang bị giày vò bởi cơn đau hành hạ và nỗi khổ sở bị giam cầm trong gem. Như Barry từng nói khi cô đang bị bệnh tật giày vò rằng, trông tôi như một con quái vật. Điều này làm tăng thêm bằng chứng cho thấy ngoại hình của Limefinger có ý nghĩa tương tự như cách Barry nhìn thấy chính mình khi đang trên giường bệnh, đau đớn, tuyệt vọng và sợ hãi, mắc kẹt trong thân thể ốm yếu tới mức bị biến dạng mà không thể thoát ra được. Chất lỏng màu đen mà con quái vật phun ra từ ngực cũng ám chỉ đến những biểu hiện của bệnh tật. Nó có thể tượng trưng cho những lần Barry nôn mửa vì đau đớn, hoặc nó có một ý nghĩa khác là những lời lẽ thù hận mà cô dành cho Jem trong lúc bị bệnh. Phần thân trên của Limefinger không có tay đại diện cho nỗi thất vọng và bất lực của Jem khi anh không thể ôm lấy Mary và an ủi vợ mỗi khi bị cơn đau đớn hành hạ. Cách mà con quái vật lê lết trên mặt đất và kêu lên những tiếng thét chói tai cũng là biểu hiện của thái độ nặng nề và ghê tởm của Mary đối với Jem. Con quái vật hình thành nên từ những tiềm thức đen tối của Jem đối với Mary. Chúng cũng là hiện thân của những linh hồn tuyệt vọng tại thị trấn Silent Hill trong quá khứ. Mỗi câu chuyện đằng sau những con quái vật đều mang một ý nghĩa khác nhau. Chúng đều đại diện cho những nỗi sợ, sự giày vò trong tiềm thức và những khía cạnh đen tối nhất trong từng nhân vật. Sau tất cả những mong muốn về một thế giới tốt đẹp, sau cùng, thị trấn Silent Hill chỉ còn là một nơi tăm tối, bao trùm bởi sự chết chóc, tội lỗi và mãi mãi mắc kẹt vào một vòng lặp kinh hoàng không có hồi kết. Nếu các bạn thích các video giải thích nguồn gốc sức mạnh quái vật của Level Up thì hãy like và share để đón chờ các video tiếp theo nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.